anh trai ơi, em đói bụng quá đi à. Anh trai ơi, em đói bụng quá đây. Như có em trai mình đang kêu mình đúng không trời? Tao bơ quá đi à. Trời ơi, em đói bụng quá à. Từ sáng giờ em chưa được ăn cái gì hết trơn nè. Rồi, để anh xuống làm gì đó cho em ăn cho. Dạ, đầu thì xuống bếp mà coi còn cái gì ăn không ta. Ủa, chết rồi, chúng ta hết thức ăn rồi. Giờ mới làm sao hết thức ăn rồi? Cái gì? Sao lại hết? Em nhớ là rõ ràng hôm qua em đem về đồ ăn rất là nhiều mà. Ơi, vậy chúng ta phải đi kiếm thêm rồi. Hay là hôm nay chúng ta thử làm súp nấm không? À, vậy thì bây giờ em nghĩ chúng ta cần phải đi tìm nấm đúng không anh? Đúng rồi đó, chúng ta mau đi tìm nấm thôi em trai à. Đi thôi, đi thôi. Dạ, đi thôi. Ở trên đây quá trời nấm luôn nè. Ai nắm thôi, ai nắm thôi. Quá trời luôn, còn chỗ nào bên đây nè. Ở đây còn nắm nè. Ở đâu ra có một con bướm dễ thương quá vậy? Cái gì? Em trai ơi, đừng lo nhìn bướm nè. Đi đâu vậy? Nắm đi nè. Ôi. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Ôi. Đi đâu vậy? Đợi tao với. Ôi. Đi đâu vậy? Dạ dạ, em trai, đừng có chơi với bướm nữa. Nhặt nắm đi. Tối nay chúng ta còn có thức ăn nữa đó. Con bướm này dễ thương quá. Đợi tao với. Đợi tao với con bướm kia. Mình phải dí theo mới được. Ôi, sao quý ơi, em đi đâu vậy? Ê, đừng chạy vô nhà người lạ chứ, sao quý. Ôi, ui, vô bên trong mất tiêu rồi, sao quý ơi. Ôi, không thể mở cửa được là sao vậy? Sao mình mở cửa không được? Mấy người lạ vậy, mấy người lạ vậy, cứu tôi với. Ôi, ơi, ủa, bên trong mất tiêu vậy? Trời ơi, cứu tôi với, sao mình giết bắt tôi vậy? Em trai mình bị con gì bắt rồi kìa. Mày hãy giữ yên nó đi, bây giờ để tao gắn đồ thôi miên vào nó mới được. Định làm gì em trai mình vậy? Đi bỏ kế tài ra. Được rồi, để tao. Mang nó xuống hầm đi, tao lại tóm được thêm một đứa nữa rồi. Em trai mình hết nhúc nhích rồi. Nó đổ cái lọng gì trên đầu em mình vậy? Ui, ui, đem em mình xuống hầm rồi kìa. Bây giờ làm sao để mình vô bên trong đây? Ôi, còn ta thì bây giờ ta sẽ bắt đi những đứa trẻ còn lại thôi. Ui, nó đi ra phía bên này đúng không? Ui, núp vô, núp vô, núp vô. Ui, nó đang chạy đi kìa. Ui, để coi cửa nó có mở được chưa vậy? Ai bận bị quá. Trời ơi, ừ, mình phải đi tìm cách cứu em trai mình mới được. Rồi, nhìn lên, nhìn lên. Ở đây có gỗ nè, mình sẽ đào một ít gỗ được. Được rồi, giờ thì mình sẽ làm ra cái bàn chế tạo nè. Đây, 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 đây. Rồi, đặt ở đây. Mình sẽ làm ở một cây cúp trước đi à. Đây, mình sẽ làm một cây cúp trước đi. Mình cần đi xuống hè để đào một ít đồ. Phải đào một ít sắt để làm ra dụng cụ bẻ khóa mới được. Đây, 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 đây. Đặt. Chế tạo qua một cái lò nè. Đầu ta cái lò. Đây, 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 cái lò đây. Ủa vô. Giờ thì chờ nó nung ra thôi. Sau khi có sắt rồi nè, giờ thì mình sẽ làm cái đồ bẻ khóa. Đây, 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 đồ bẻ khóa công thức nó sẽ như thế này. Yeah, mình đã đủ được 10 cái đồ bẻ khóa rồi nè. Bỏ đây. Bỏ rồi, bỏ rồi. Đi lên trên thôi. Giờ thì mình phải quay lại ngôi nhà đó cứu em trai của mình mới được. Em sao quý cũng được. Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Nhìn đó là gì? Ui, một cô gái hả? Ôi công chúa, chúng tôi vừa mới bắt thêm được một đứa trẻ nữa rồi ạ. Cái gì không lẽ? Đã bắt Sầu Nguyên hả? À? Ngươi làm tốt lắm. Bây giờ thì mau đi tìm thêm những đứa trẻ khác mang về đây cho ta đi. Thì ra là con nhỏ công chúa đó chính là chủ mưu đã bắt cóc em trai của mình đó. Rồi mình phải xử cái tên độc ác này mới được. Bây giờ mau đi tìm thêm những đứa trẻ khác cho ta đi và mang về nghi thức cho ta. Tại vì nghi thức sắp bắt đầu rồi, ta cần nghi thức bất tử này. Giờ thì ta sẽ quay về căn cứ đây. Dạ tuân lệnh thưa công chúa. Ui, bắt đầu xe ngựa đi rồi kìa. Ôi, phải dí theo được, phải dí theo được. Ê, nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Ôi, nhà nãy nè, ôi, cái xe ngựa đấy rồi. Không lẽ cái này xe ngựa này của tên công chúa nãy á? Đi cho mình xem coi. Ôi, con nhỏ công chúa đó kìa. Mở đi vô bên trong rồi. Giờ thì mình sẽ kiếm cách mở khóa nếu được. Cái ngoài cục luôn. Ôi, được rồi, được rồi.
Yeah, mở được rồi. Ôi, vô được trống rồi nè. Vào được trống rồi. Giờ thì mở. Anh nhớ ta vừa mới nghe có tiếng của đứa trẻ nào ở đây thì phải. Em chết. Ôi, khổ quái vật đó. Như đây đứng mà nó cứ khóc. Hồi nãy ta mới nghe tiếng ở đâu đây mà sao biến mất rồi nhỉ? Có ở ngoài đây không ta? Đi xuống dưới thôi, đi xuống dưới thôi. Ôi, xuống đây xem nó. Như nó bị xích thôi. Mà cái tên này như là một bộ phù thủy hay sao á ta? Ôi, trong cuốn sách này nó ghi á, có thể điều khiển được mấy con quái vật khổng lồ kia. Nếu như mình chế tạo ra một cái lọ thuốc điều khiển á, thì là mình có thể điều khiển được con quái vật kia, có thể hại được cái con tên công chúa đó đó. Hiện tại con quái vật nằm sau lưng mình nó đã bị xích lại rồi. Đây chính là cơ hội đem cho mình pha chế thuốc. Được rồi, mình phải bắt đầu pha chế thuốc thôi. Đây nè, đây nè. Ồ, hên quá, đây có đầy đủ nguyên liệu cho mình luôn rồi. Được rồi nè, mình đã pha chế xong rồi. Được rồi, đi ra chỗ con quái vật này thôi. Được rồi, chọi lọ thuốc điều khiển vô này. Ây cha. Ôi, ủa, cái gì vậy? Mình đang trong góc nhìn của con quái vật đó hả? Ôi, mình quá nó rồi nè. Phải đi cứu sầu riêng mới được. Ây cha. Ôi, cuối cùng mình cũng sắp được bắt những đứa con nít này rồi. Đó đi rồi, cái tên công chúa đi rồi. Nói dám gọi là bắt em mình nè. Đây, cái tên kia, ai cho nhà ngươi đi xuống đây vậy? Nhiệm vụ của nhà ngươi là trên kia mà. Cái tên này dám nói chuyện như vậy với mình hả? Nhiệm vụ của nhà ngươi đó chính là bắt những tên trẻ em về cho ta, chứ không phải đứng ở đây. Mau biến đi. Cái tên công chúa này té cái thầy. Chạy trẻ em trả lại cho ta. Ây cha. Gục được tên công chúa đó rồi. Sao mình chóng mặt quá vậy? Ôi, ôi, ủa, ôi, mình thoát ra rồi. Ủa, ông lẽ cái phép thuật đó hết rồi hả? Có nằm gục của ngoài đó kìa, chắc không sao đâu. Mình cứ tẩm mới được ra xem, tẩm mới được. Ôi, quá trời, chứ em bị bắt đổ cái lồng trên đầu luôn nè. Ủa, lồng này không thấy sầu ý, không thấy em mình đâu rồi. Nó đâu rồi, nó đâu rồi. Không thấy, ơi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Kiếm thấy là em trai của mình. Ây, để mình bưng em xuống đó mới được. Ây, cha. Ây, xuống được rồi này. Giờ thì mình sẽ gỡ cái lồng ra giúp cho em trai mình nè. Ây, mình tháo được cái lồng ra rồi nè. Ủa, đây là đâu vậy? Sao nhiều người quá vậy? Ôi, trời, hên quá, mình cứu được em trai của mình rồi. Em có sao không vậy? Ổn chưa, ổn chưa? Tự nhiên em thấy sợ quá. Sao em ho liên tục quá? Ôi trời. Sao ra nguyên một con sâu thế ghê vậy? Mình phải dí nó. Ây cha. Nó chết rồi. Thôi đi thôi em trai. Chính lên, chính lên. Chúng ta phải ra khỏi chỗ này. Giờ lúc này nó chuyển đi. Lên, chúng ta phải ra khỏi chỗ này mới được. Quả giật cái cổ này không vậy? Ui sao ghê quá. Lẹ đi ơi, anh ơi. Chúng ta thoát ra được rồi. Chúng ta thoát ra được rồi. Chạy ra thôi. Về nhà của chúng ta thôi. Mấy bạn đã gọi, có bạn nào tò mò về cửa hàng xì tiếp siêu kinh dị của mình không ạ? Nếu như các bạn muốn biết, hãy bấm qua video bên cạnh này của mình nha. Giờ thì mình sẽ qua bên video này và tạm biệt các bạn.